Gần đây trên mạng có một cô gái gây rất nhiều tranh cãi trong chương trình hẹn hò. Chắc các bạn cũng biết cô gái đó là ai rồi đúng không? Xoay quanh một cái vấn đề liên quan tới cô gái này là sự thẳng thắn. Có người nói là cô gái này thẳng thắn mà anh nghĩ sao nói vậy, tôi sống thật với đời mình, tại sao phải giả dối. Cũng có người nói là nhưng mà thẳng như vậy thì cũng phải tính toán cân nhắc khéo léo hơn chứ. Mà rốt cuộc khéo léo hơn như thế nào đây? Và trong video clip này anh muốn nói về chuyện đó. Làm sao chúng ta thẳng thắn bộc lộ rõ ràng quan điểm của mình ra mà không gây mít lòng đối với người khác. Và thật ra nếu quan sát chương trình đó cũng thấy cái cô gái này cũng không quan tâm tới chuyện này lắm đâu. Thì em cứ thẳng thôi. Và có nhiều người cũng sẽ suy nghĩ giống như vậy. Em cứ thẳng thôi, anh cũng không cần quan tâm tới ai có dầu sợ. Trong chương trình đó, bối cảnh đó có thể giống như vậy. Bởi vì sau khi hết chương trình, mạnh ai về nhà nãy không còn gặp gỡ nhau nữa. Có mít lòng xíu chịu à, kệ bạn. Nhưng có những thứ chúng ta phải để ý bởi vì mối quan hệ đó lâu dài. Ví dụ trong công việc. Trong công việc nếu mà mình cái gì cũng thẳng tính quá, cái gì cũng nói ra, và lỡ đụng chạm mít lòng một vài người nào đó liên quan tới công việc của mình, hậu quả sẽ nặng nề hơn rất nhiều, đúng không nào? Có khi các bạn sẽ có cảm giác những lời mà mình nói ra, mà nếu mình không nói trong cái không gian đó thì người ta lại nói mình thụ động, người ta nói mình im, nói mình không chia sẻ quan điểm. Nhưng bây giờ mình nói ra thẳng trong đầu của mình thì đôi khi người ta sẽ lấy chính những cái quan điểm, những cái suy nghĩ đó của mình để mà phê phán, để mà chỉ trích, để mà đánh giá, thậm chí để mà hạ thấp một dìm hàng mình xuống. Có khi các bạn sẽ có cảm giác nó giống như cái lời nói của mình ra, nó giống như một cái lời khai vậy đó. Nó giống như một cái bằng chứng tự thốt ra từ miệng của mình để người ta dùng chính cái bằng chứng đó để mà liên tục chỉ trích mình, chì chiết mình và dùng nó làm cái để đánh giá con người của mình luôn. Và ảnh hưởng tới rất nhiều những lần sau. Trời ơi, và đôi khi mình sẽ tiếc sao mình lỡ nói ra những cái chi giống như vậy vậy ta. Và sau một vài lần các bạn trải qua những thứ giống như vậy, mình bắt đầu có suy nghĩ hay là mình im luôn đi cho rồi, hay là mình cứ đừng nói gì hết để sống cuộc đời cho an toàn. Không nói cũng không được, mà bây giờ nói ra thì người ta dùng cái đó để đánh giá và thậm chí gây hại lại cho mình luôn. Không lẽ bây giờ phải nói dối sao? Bây giờ phải nói những lời hoa mỹ đẹp đẽ làm hài lòng người khác sao? Các bạn đã có bao giờ rơi vào tình huống bị rối rắm giống như vậy chưa? Và đó mới là lúc mà sự thẳng thắn trở thành vấn đề thực sự. Cho nên là mượn câu chuyện của cái bạn gái này để nói về một thứ rộng ra hơn là hey, làm sao để chúng ta thực sự thẳng thắn được. Lấy cái điểm tốt từ câu chuyện đó là sự thẳng thắn rất rõ ràng về quan điểm, nhưng vẫn phải vận dụng cho nó linh hoạt trong cuộc sống của mình, thì từ đó nó mới mang lại cho mình kết quả tốt được. Một suy nghĩ rất thẳng thắn của anh ngay lúc này là ê, mấy bạn coi mà nếu chưa sub thì nhớ bấm vào nút subscribe, nhớ bật chuông thông báo lên nghe. Anh nghĩ rất thẳng thắn và đòi hỏi rất rõ ràng, bởi vì anh cũng biết là cái đó nó sẽ rất tốt cho các bạn, để các bạn không bỏ lỡ bất cứ video clip nào anh up lên trong những lần sắp tới. Nó làm cho anh nhớ tới một cái câu chuyện cụ thể của những cái bạn học viên ngày xưa cũng hay hỏi anh về tình huống mà anh nghĩ là ai đó cũng sẽ trải qua trong cuộc đời của mình một lần hoặc là hai lần. Bạn nó mới đi làm lúc mà còn đi thực tập thì bước vào trong công ty, một ngày nọ sếp ra và khoe hào hứng với cả phòng: ê, tao mới có cái design thiết kế mới này nè, tụi bay thấy làm sao, góp ý feedback cho tao đi. Và thế là bạn nó nghe như vậy và góp ý feedback, và nó hăng say luôn, góp ý feedback chỗ này chưa tốt, chỗ kia cần sửa lại, nói quá cho nó luôn. Và sau khi bạn feedback rất thẳng thì hình như thấy sếp vẻ mặt có vẻ không vui, nhưng mà ông cũng không nói gì hết. Dần dần bạn phát hiện ra là hình như là ngày hôm đó mình làm một cái gì đó sai á ta, hình như mình có làm nói gì sai hả. Và sau đó bạn có cảm giác hình như là do sếp thích được khen hay sao á, bây giờ mình nói ra những lời chê, những lời feedback, nhưng mà rõ ràng ổng hỏi mà, thì mình nói thẳng ra quan điểm của mình thôi. Mình có sai gì trong chuyện đó không? Nói thì nó là không nêu lên quan điểm, còn nói thẳng ra suy nghĩ của mình thì lại có cái thái độ giống như vậy. Không lẽ giờ muốn tôi mở miệng ra tôi khen thôi? Đã bao giờ trải qua tình huống giống như vậy chưa? Hoặc có một bạn đã nói là người sếp hỏi mình là em có gặp khó khăn gì trong công việc hay không, và bạn bắt đầu nêu ra những khó khăn trong công việc. Công việc thì nhiều quá, khách hàng thì khó tính, suốt ngày thì công việc có nhiều deadline, nó bị chặt quá và nhiều khi là vô lý luôn, rồi phải làm overtime nhiều. Đó, những cái khó khăn mà em thấy trong công việc hiện nay, làm công việc này lâu rồi cũng cảm thấy không còn học được nhiều nữa và nó cũng gây nhàm chán mất. Sau khi chia sẻ ra, em bớt than vãn lại đi, em lúc nào cũng than vãn vậy, đúng không? Mình phải mạnh mẽ lên, trong thời đại này mà mình có được công việc là tốt lắm rồi, vững vàng lên để mà vượt qua mọi thứ chứ. Thì khi đó bạn đã nghĩ trong đầu mình là what the
Tôi có muốn than vãn đâu, tại bạn hỏi tôi mà. Bạn hỏi tôi mới nói những suy nghĩ thiệt của tôi ra. Và khi tôi bày hết ruột gan của tôi ra để cho bạn xuống vô bạn chửi, bạn chê trách, bạn đánh giá như vậy hả? Thì rốt cuộc có nên nói hết những suy nghĩ của mình ra nữa hay không? Có nên thẳng thắn và thực sự sống thật với mình giống như vậy nữa hay không? Đã trải qua những chuyện tương tự giống như vậy bao giờ chưa? Và nếu nhìn thì nó có thể là hơi thiên về khía cạnh trong công việc, nhưng mà so với cái cách mà cô gái đó nói trên sóng truyền hình không có gì khác hết trơn á. Em nghĩ sao em nói vậy? Em thấy là bạn trai em phải chu cấp cho em chứ. Để em thích, em nghĩ như vậy, em nói ra chuyện đó mọi người đã đánh giá nói em đúng không? Tặng cho son môi em thấy em không thích. Em thích màu đỏ thì em nói thích màu đỏ, màu cam mà em thất vọng em cũng cảm ơn. Em không thích sống chung với ba mẹ chồng, mấy bạn có thích không? Mà tùy mấy bạn, mà tôi không thích, tôi nó cũng không thích. Nhưng mà khi đó nói ra, và các bạn có thấy ông gặp phải một làn sóng dữ dội đánh giá lên chuyện đó. Và sau đó cũng sẽ quên thôi, nhưng trong công việc không có quên được ngày nào ông gặp những người đó hết trơn. Nên mình lỡ lời nói ra cái gì đó rồi, người ta sẽ nắm lấy cái đó, giống như nắm thóp của mình, miệng mình nói ra là mình sẽ chịu cái cảnh bị quánh giá, phê phán, chỉ trích trong suốt những ngày tháng tiếp theo đó nữa. Đó là lý do hầu hết mọi người sợ nói ra suy nghĩ của mình. Đó là lý do hầu hết mọi người sợ, không dám thẳng thắn, và rồi chọn cách im lặng cho an toàn. Vậy phải làm sao để rèn luyện khả năng này đây? Đó là các bạn phải vượt qua được một cái suy nghĩ tiềm ẩn trong đầu của mình. Vượt qua cái đó thôi, nó sẽ thay đổi hoàn toàn góc nhìn của các bạn về chuyện nói năng sao cho đúng cách hơn. Đó là chúng ta hay nói trong bản thân của mình là em đâu có ý gì đâu. Ủa, em là người thẳng tính, em là người thẳng thắn như vậy thôi, em chỉ nói những gì em suy nghĩ thôi. Em đâu có ý gì đâu, không có ý gì hết. Tại sao mọi người lại buồn, tại sao mọi người lại giận, tại sao mọi người lại cảm thấy như vậy như thế kia, không có ý gì hết. Các bạn phải học cách có ý gì đó. Mỗi lời nói của mình, vô tình hay cố ý, nó đều mang đến một cái thông điệp cho người khác. Mình nói ra, mình nói thẳng ra giống như vậy, nhưng cái thẳng đó tới với người kia, nó mang cái thông điệp ý nghĩa gì cho họ, là cái mà các bạn cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó. Để quay về và điều chỉnh sao cái thẳng này tới với cái thông điệp đúng hơn như mình mong đợi. Còn nếu mình thả nổi nó, em chỉ thích thẳng thắn thôi, bên kia nghĩ sao thì nghĩ, là lúc mà các bạn không chỉ là gây tổn hại cho người khác, và về lâu dài mình gây tổn hại cho mình. Tại sao? Tại vì phải nhận ra một sự thật là lời nói là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ. Lời nói có tính sát thương. Mình nói ra những lời mà mình không suy nghĩ gì hết, nhưng thẳng quá đôi khi mình vừa cho người kia một nhát chí mạng. Lời nói có thể động viên và khuyến khích một người. Lời nói có thể giúp cho một người được xoa dịu nỗi đau, được trải nỗi lòng của mình ra. Có thể giúp cho họ có thêm tinh thần, có thêm sự tự tin, có thêm hy vọng để cố gắng trong cuộc sống của mình, để vượt qua những khó khăn của mình. Và lời nói của mình cũng có thể dìm và chà đạp một người xuống, có thể lấy đi sự tự tin của một người, khiến cho họ suốt đời không bao giờ tin vào bản thân và năng lực của mình nữa, chỉ bởi vì những lời nói. Và các bạn đã bao giờ nghe những lời nói giống như vậy chưa? Khi còn nhỏ, nếu mà trong gia đình mà ba mẹ sinh em bé, một đứa nhỏ sẽ nghe những người hàng xóm nói là gì? Trời ơi, mày sắp bị ra rìa rồi, ba má mày sẽ không thương mày nữa đâu, mà từ nay mày có em nha, là mày sẽ phải phụ giúp gia đình, không còn được nhận tình yêu thương của ba má nữa, sắp bị ra rìa rồi nha con. Đã nghe những lời nói mà không có ý gì hết giống như vậy chưa? Không có ý gì đâu, chọc ghẹo cho vui thôi mà. Nhưng mà làm như vậy ảnh hưởng tới tâm lý đứa trẻ. Tao có ý gì đâu, tao đâu muốn ảnh hưởng gì tới tâm lý của nó đâu. Nó chỉ là người thẳng thắn, trong đầu tao đang nghĩ tới chuyện đó, trong đầu tao có nghĩ tới cái ý đó thì tao nói ra cho nó nghe. Tao có ý gì đâu nè. Nhưng bà con tao tham sao, ủa sao dạo này mập dữ vậy con? Chập vui thế mà, con cháu trong nhà lâu lâu gặp nó mập. Mập vậy con? Có ý, không có ý gì đâu, thiệt không có ý gì dìm hàng người khác hết, thiệt mà có ý gì đâu. Có bao giờ nghe cái từ là trời ơi mày nói như vậy là mày đốt nhà tao rồi, trời ơi sao mày nói như vậy, bạn gái tao biết là chết, vợ tao biết là chết, sao mày lại nói cái thứ này ra, cái này đâu có thiệt đâu, mày nói như vậy coi chừng họ hiểu lầm, tao đâu có ý gì đâu. Các bạn vừa mới đem lửa qua nhà người ta đốt lên, bác nó lỡ dính vô rơm thôi, cháy rụi căn nhà, mà nói là mình đâu có ý gì đâu. Lời nói của mình có thể ví như ngọn lửa vậy đó, mình có thể qua để thắp sáng lên, để mà mang không gian ánh sáng cho một cái nơi nào đó, hoặc là mình hủy hoại cả một nơi. Và phải nhận ra lời nói thực sự có quyền lực của nó. Nó giống như là cầm dao đi xung quanh dòng đường vậy đó. Lửa, dao là những thứ giúp ích cho cuộc sống này.
nhưng nó cũng có thể thiêu rụi cuộc sống này. Mà nếu đã cầm lửa trên tay, bạn phải có trách nhiệm với nó. Đã sử dụng dao là phải có trách nhiệm với nó, mà cất nó đúng chỗ và xài đúng mục tiêu. Sử dụng lời nói phải có trách nhiệm với nó, là mình đưa nó ra, nó đụng tới người kia và nó ảnh hưởng tới người kia như thế nào. Thì khi đó chúng ta mới có một thứ gọi là mối quan hệ tốt đẹp được. Các bạn đã bắt đầu nhận ra vấn đề chưa? Mình thẳng quá, mình không có ý gì hết, nhưng vô tình làm cho người khác có cảm giác nào đó mà không có lợi cho họ. Ví dụ quay lại trường hợp phổ biến lúc nãy trong công việc, khi các bạn nhân viên nó nói là em thẳng thắn thôi mà, em góp với những điều sai. Nhưng các bạn tưởng tượng nè, đặt trường hợp là một cái người nào đó đang rất là excited, rất là háo hức với ý tưởng của mình. Họ đã nghiên cứu và chuẩn bị rất là kỹ lưỡng rồi, và dĩ nhiên họ sẵn sàng nhận được góp ý để thay đổi. Nhưng mà họ vừa mới đưa ra ngay lập tức là cái này xấu, cái kia không được, thấy cái hình này ghê quá, nếu mà em nhìn vô em chắc em không mua đâu. Các bạn ngay lập tức sẽ cảm thấy như thế nào? Cảm thấy bị đánh giá, bị phê bình, đúng không? Sự tự tin của mình tăng lên hay giảm xuống? Giảm xuống. Sự háo hức của mình biến mất. Và bất cứ ai cũng vậy, khi nghe những điều đó ngay lập tức tất cả mọi thứ đều tuột xuống hết. Các bạn không cố ý, các bạn không ý gì hết, nhưng mình phải để ý là cái nói đó của mình tới người ta sẽ cảm nhận như thế nào. Mà sau khi các bạn nói xong, sự tự tin giảm xuống, có khi người ta không dám làm nữa. Trong trường hợp này có thể là sếp thì họ vẫn đủ vững mạnh. Các bạn tưởng tượng là một người bạn của mình, một người thân của mình, nó đến mà chia sẻ với các bạn với đầy sự háo hức, và câu đầu tiên mở miệng ra là chê. Và đó là cái mà mọi người hay nhìn thấy trong nguyên một cái bức tranh màu trắng có một chấm đen, người ta sẽ nhìn thấy cái chấm đen đó và dễ để nói những điểm đó. Có trải qua chuyện đó bao giờ chưa? Đặt mình là người chia sẻ ý tưởng đi, chúng ta cũng dễ bị phản biện, chê trách, chỉ trích, đúng không? Và khi đó các bạn cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy là lời nói của mình không được lắng nghe, không có trọng lượng. Mình chưa nói hết mà người ta đã bắt đầu phản biện rồi. Tương tự trong trường hợp này, sao mình không đặt mình vào cái suy nghĩ đó? Cho nên chúng ta cần phải có ý. Bước đầu tiên không phải là mình cần nói gì, mà mình có ý gì. Anh cho các bạn gợi ý đơn giản, mình muốn người bên kia tiếp nhận thêm thông tin gì, muốn họ có cảm giác như thế nào, và muốn họ sẽ làm gì sau lời mà mình nói. Trong trường hợp này, một lời feedback, ví dụ trong trường hợp đó chẳng hạn, một lời feedback góp ý không chỉ là cho sếp, cho bất cứ người nào. Mình muốn họ tiếp nhận thông tin gì, mình muốn họ tiếp nhận cái thông tin là hey, cái công việc bạn làm ra nó cũng có những cái hay ho, bạn nên tự hào về chuyện đó. Muốn họ có thêm niềm vui, muốn họ cảm thấy là rất là vui mừng, tự hào với công việc của mình. Muốn họ vẫn có được sự tự tin mà không mất đi sự tự tin mà họ đang có. Và muốn họ sau khi tiếp nhận những lời khuyên, những lời góp ý của mình xong, họ có thêm một cái thông tin để họ cân nhắc, và cân nhắc trong trạng thái happy, vui vẻ, để họ còn thay đổi và về chỉnh sửa lại, để lần sau tác phẩm nó hoàn thiện hơn. Và chúng ta phải muốn có cái ý đồ đó. Và khi mình muốn có cái ý đó, quay ngược trở lại, có cái lời chê đây là sự thật, đúng không? Chúng ta định đưa cho họ, nhưng mà nếu mình nhận ra và mình biết cách thì mình sẽ biết là đưa thẳng cái lời chê luôn. Không ai dễ dàng gì nhận nguyên cái cục lời chê hết trơn á, nguyên cái cục thuốc đắng nghiết như vậy làm sao mà ăn được, sao mà nhai vô miệng của mình được, đúng không? Và thuốc nó phải có bọc một cái gì đó vô cho nó nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa được. Thành ra cái đầu tiên, nếu mà là anh trong trường hợp đó, có thể là sẽ hỏi thêm về công việc đó. Wow, cái này em nghĩ là làm cũng rất là nỗ lực, cái này là tốn bao lâu để mà suy nghĩ ra nó? Có chỗ này là ý của mình, chỗ này là sao anh nè? Hỏi để họ được chia sẻ thêm, họ giải bày ra, đúng không? Và sau đó sẽ tìm một chỗ nào đó hay trong cái tác phẩm đó. Và cái đó cũng gọi là sự thẳng thắn. Cái mà anh luôn tin là gì? Trong tất cả những tác phẩm nào người ta đã tâm huyết làm ra, đều có một thứ hay trong đó. Cho dù là chính thứ dở, cũng phải có một thứ hay chứ. Và cái đó không phải là giả tạo, cái đó là sự thật, đúng không đã? Không lẽ trong người ta tâm huyết không có một chút gì hay? Nên trong đầu của mình có muốn tìm nó hay không cái đã? Và anh sẽ tìm nó và anh thấy là cái chỗ này hay, cái chỗ này đẹp nè anh, cái chỗ này em thấy rất là thích cái chỗ phân bố này. Nói chuyện đó ra để mà họ thấy được hiểu, họ thấy được chia sẻ, thấy được kết nối, để cái lời góp ý phía sau dễ vô hơn. Dạ, còn cái điểm mà em nghĩ là có thể tốt hơn, đây là trên quan điểm cá nhân của riêng bản thân em thôi nghe. Thì em thấy là có hai thứ, một là cái này, hai là cái này. Thì anh coi có thể lấy thêm thông tin về để cân nhắc, có thể khảo sát thêm nhiều bạn nữa cho nó khách quan thêm, để có được cái feedback, cái phản hồi mà có thể có những cái điều chỉnh mà như anh mong muốn. Có khác hay không? Và có lời lẽ nào trong những thứ mà anh nói nãy giờ
là giả tạo, là lừa dối, là nịnh nọt hay không. Đó là cái một lần nữa chúng ta không được dạy. Chúng ta không được dạy chuyện đó là để cảm nhận, để hiểu về bên kia, để phải có ý gì đó. Mình biết là mình đang cầm lời nói mình phun ra là dao, là thép, là lửa. Không ai dạy chúng ta cách xử lý và sử dụng cái công cụ mạnh khủng khiếp đó. Nên đôi khi mình không có ý gì nhưng mà phạm phải. Và khi mình có ý gì rồi, mình sẽ bắt đầu về biết là nên nói cái nội dung gì, nói nó như thế nào để mà truyền tải được tới người kia. Và quay lại cái cô bé trong chương trình đó cũng vậy. Suy nghĩ đó đúng hay sai anh cũng không biết được, mỗi người có một quan điểm. Nhưng mà cô bé đó quên mất là mình nói ra như vậy nó làm người kia cảm thấy như thế nào. Nó làm có làm người kia bị mất mặt không? Nó có làm cho người kia cảm thấy tự ái hay không? Nó có làm cho người kia cảm thấy mất sự tự tin hơn hay không? Nó có ảnh hưởng tới ai qua những cái lời nói mình buông ra một cách thẳng thắn thoải mái hay không? Và nếu những mối quan hệ đó không có gì quan trọng đối với mình hết, ok, thì cũng hên xui, có khi chúng ta sẽ không quá cân nhắc. Nhưng cẩn thận nó biến thành thói quen của mình. Để mà ngay cả những người yêu thương, gần gũi, mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống của mình, mình vẫn nói và có cái lý do để đổ thừa là do em thẳng vậy đó. Em thẳng tính nên em nhào vô em chê luôn ấy. Em thẳng tính nên em thích nó như vậy đó. Em là người thẳng tính mà, đừng giận em. Thì chúng ta vô tình làm tổn thương người khác. Chúng ta vô tình gây ảnh hưởng tới người khác. Và cái chúng ta nhận lại được là gì? Họ cũng sẽ không tin tưởng mình, không yêu quý mình, không có sự kết nối và không có cái mối quan hệ tốt đẹp đối với mình. Và trong một số trường hợp nó sẽ ảnh hưởng tới mình một cách lâu dài. Và nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn về cái vũ khí mà chúng ta đang có, là dao, là thép, là lửa trong miệng của mình, để ứng dụng nó đúng trường hợp hơn, để các bạn có thể dùng nó để truyền động lực cho người khác, có thể dùng nó để mang lại cảm hứng cho người khác, để dùng nó để khiến cho công việc của mình trơn tru và rõ ràng hơn, hoặc là hạn chế những tác hại của nó. Đôi khi mình lỡ lời, đôi khi mình không biết cách để xài nó, mình gây tổn thương, mình gây ảnh hưởng tới người khác trong công việc của các bạn, trong mối quan hệ của các bạn. Và thật sự muốn hiểu rõ về chuyện đó một cách có hệ thống và cách để phát triển nó như thế nào, và kiểm soát nó như thế nào để xài cho đúng mục đích của mình, thì có thể nhấn vào đường link bên dưới đăng ký tham gia buổi workshop của anh. Khi chúng ta có nhiều thời gian hơn, anh sẽ trao đổi và chia sẻ kỹ với các bạn là kỹ năng để có thể kiểm soát lời nói của mình và sử dụng nó sao cho đúng cách. Click vào đường link bên dưới, đăng ký giữ chỗ lại, có mặt đúng giờ tại lớp, anh sẽ gặp lại các bạn.